Thưa quý vị, nhằm nâng cao trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc thực hiện các chính sách đối với người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai mô hình hết sức ý nghĩa mang tên Chúng con luôn bên mẹ. Đến nay, sau hơn 6 tháng triển khai, chương trình đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Được thực hiện liên tục từ tháng 7 năm 2021 đến nay, chương trình Chúng con luôn bên mẹ do đoàn viên thanh niên các địa phương, đơn vị đảm trách đã lan tỏa niềm vui đến với các gia đình người có công trên địa bàn thành phố. Bên cạnh thăm hỏi, trò chuyện, tặng quà, các đoàn viên thanh niên còn giúp các mẹ dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ, chăm sóc vườn, nấu nướng và ăn bữa cơm gia đình cùng mẹ, phụ giúp chăm sóc các mẹ lúc ốm đau. Đoàn xã thường xuyên là tổ chức thăm hỏi các mẹ để các bạn đoàn viên, các chị đoàn cơ sở luôn được gắn kết cũng như là biết ơn các mẹ đã hy sinh thầm lặng. Có thể nói, bằng sự quan tâm chu đáo, ân cần, chương trình Chúng con luôn bên mẹ đã nhận được sự đánh giá cao cũng như sự trân trọng của các gia đình người có công. Chương trình đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên cũng là một trong những cái nhiệm vụ hàng đầu của đoàn thanh niên thành phố. Thì thông qua các hoạt động này thì cũng thành đoàn cũng rất là mong muốn tuổi trẻ thành phố cũng nêu cao cái vai trò tình nguyện xung kích, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của những kẻ trồng cây. Xây dựng thế hệ trẻ sống có lý tưởng và trách nhiệm vẫn sẽ là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức đoàn hậu trong thời gian đến. Thông qua các mô hình ý nghĩa thiết thực, tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống yêu nước, tô đẹp thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.